Một hiệu sách đúng nghĩa của Amazon vừa mở tại Washington DC. Có tới 5.600 đầu sách được chào bán ở đây, nhưng chẳng cuốn nào có báo giá. Thay vào đó là thang điểm và gợi ý của cửa hàng. Tất nhiên là dựa trên kho dữ liệu trực tuyến khổng lồ của Amazon. Người mua có thể tra giá bằng điện thoại hoặc soi chiếu mã vạch. Ai có tài khoản VIP Amazon Prime thì giá thành giống như trên trang Amazon. Ai không có sẽ phải mua theo giá công bố. Hệt như mua sách trên mạng, nhưng ăn thua là ở chỗ khác. Tôi thích hiệu sách này. Nó giúp người mua có thể cảm nhận trực quan, có thể sờ và đọc sách thay vì chỉ xem trên máy tính bảng hay máy đọc sách Kindle. Hiệu sách này cũng kiêm luôn phục vụ đồ uống. Đây vốn là cửa hàng cà phê thuộc chuỗi siêu thị Whole Foods danh tiếng. Giờ thì chuỗi siêu thị này cũng là một phần của Amazon sau thương vụ hơn 13 tỷ đô la Mỹ hồi năm ngoái. Bán đồ uống trong hiệu sách vừa thêm doanh thu, vừa tạo không gian cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm. Thật thú vị là Amazon lại kinh doanh theo mô hình thương mại trong trường học trước kia. 20 năm trước khi còn ngồi ghế nhà trường, tôi vẫn thường đến hiệu sách và mua cà phê. Giờ lại có thể làm như vậy ngay tại hiệu sách của Amazon. Ngoài sách, cửa hàng cũng bày bán các thiết bị điện tử thông minh và mấy mặt hàng đang đắt khách của Amazon. Không khác gì như đang truy cập trang mạng của Amazon ngay trong đời thực. Những dữ liệu thực tế về thói quen tiêu dùng của người mua tại hiệu sách này lại được khai thác để Amazon bổ sung cho chiến lược kinh doanh trên thị trường trực tuyến. Người tiêu dùng thì có cơ hội mua sắm thông minh, còn nhà kinh doanh thì có cơ hội hoàn thiện hệ thống bán lẻ. Địa điểm cũng là một yếu tố được Amazon tính kỹ. Hiệu sách này nằm ngay khu phố cổ ở Georgetown, ở trung tâm thương mại của thành phố. Đông du khách, học sinh sinh viên và nhất là tầng lớp trung lưu khá giả, những người mà theo Amazon cũng là những thành phần chính sử dụng dịch vụ Amazon Prime của hãng này. Tuấn Trung, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại Mỹ.